Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Tình hình mưa lũ đã diễn ra liên tục ở Trung Quốc trong khoảng thời gian gần đây, khiến cho hệ thống đê điều của quốc gia này phải chịu rất nhiều áp lực nặng nề, đồng thời làm gia tăng lo ngại tái diễn thảm họa thiên nga đen đã từng xảy ra trong quá khứ. Diễn biến mưa lũ khủng khiếp tại Trung Quốc có thể vượt quá khả năng phòng thủ của kỹ thuật, dễ tái diễn thảm họa thiên nga đen diễn ra vào năm 1975 tại quốc gia này. Thảm họa đập tồi tệ của Trung Quốc mang tên thiên nga đen, đó là đập Bản Kiều trên sông Hoàng Hà. Đập này hoàn thành năm 1952 với sự trợ giúp của Liên Xô, sụp đổ năm 1975, giết chết hàng chục ngàn người, ước tính chính thức được công bố hai thập kỷ sau đó. Vài tháng trước, con đập tại một hồ chứa nhỏ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã bị ngập sau những trận mưa lớn. Đó có thể là cảnh báo đối với 94.000 con đập của nước này khi thời tiết trở nên cực đoan. Các nhóm môi trường của chính phủ cũng cho biết biến đổi khí hậu đang mang lại mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Lũ lụt ồ ạt có thể kích hoạt các thảm họa thiên nga đen không lường trước với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hàng ngàn con đập được xây dựng vào những năm 1950 và 1960 trong một chiến dịch do Chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo để chống lại hạn hán ở Trung Quốc, chủ yếu về mặt nông nghiệp. Năm 2006, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết từ năm 1954 đến năm 2005, có 3.486 đập tại các hồ chứa đã bị sập do chất lượng dưới tiêu chuẩn và quản lý kém. Phía Tây Nam Trung Quốc so với 29 năm trước, lượng mưa và nhiệt độ trung bình trong những năm 1990-2018 cao hơn đáng kể. Nếu xây dựng đúng cách, một con đập phải có khả năng chịu được các hiện tượng thời tiết cực đoan, ngay cả khi chúng trở nên thường xuyên hơn, đồng thời khi trận lụt kết thúc, nó phải có chất lượng chính xác như trước thảm họa. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều con đập cũ kỹ tại Trung Quốc không thể đáp ứng được yêu cầu này. Điển hình là trường hợp mực nước tại một số con đập trên nhánh sông Dương Tử đã tăng mạnh, đến nỗi các nhà chức trách đã buộc phải phá vỡ một phần con đê để hạ thấp mực nước vào hôm Chủ nhật vừa qua. Hôm qua, thứ Năm, mưa lũ tiếp tục diễn biến trầm trọng, sạt lở đất ở phụ lưu của sông Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc đã chặn đứng một nhánh của dòng sông, đe dọa nhấn chìm một thành phố và các làng mạc lân cận. Theo giới chức địa phương, vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Ba khiến 10.000 mét khối đất đổ xuống sông Châu Giang, một nhánh phụ của sông Dương Tử tạo ra một hồ chắn trên sông này. Vụ sạt lở đã tạo nên một đập chắn ngang sông Thanh Giang, khiến mực nước ở thượng nguồn dâng lên cao thêm khoảng 5,4 mét. Đến khoảng 10 giờ 15 phút trưa, lượng nước từ nguồn tràn qua mặt hồ này, ao xuống hạ nguồn với tốc độ 280 mét khối một giây. Vì vậy, nguy cơ vỡ bờ giảm bớt, tình trạng khối đất lở dần biến đổi. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 8.590 người thuộc hơn 2.000 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng để đề phòng nguy cơ vỡ đập gây lũ lụt. Thưa quý vị, trận lũ tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua đã dấy lên những lo ngại về nguy cơ nhiều con đập tại Trung Quốc đã tới giới hạn cực đại. Hàng triệu người dân nơi đây đang sống trong nỗi lo vỡ đập, khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ mất đi tính mạng của chính mình. Người dân huyện Dương Sóc thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây vẫn chưa thể quên được thời khắc kinh hoàng khi con đập ở địa phương này bị vỡ hồi tháng trước sau những trận mưa lớn. Ông Lu Kiwan, một người dân tại huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm cho biết, "Chúng tôi không biết con đập vỡ như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy khắp nơi đều ngập lụt nghiêm trọng. Chúng tôi chưa nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế trong đời." Hai tháng mưa lớn bất thường ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến nước tràn bờ các con sông, tạo ra những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua. Lũ lụt đồng thời làm dấy lên những lo ngại xung quanh hàng chục nghìn đập thủy điện khắp Trung Quốc. Ông Li Yuanjun, một người dân tại huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm, Trung Quốc cho biết, các con đập ở đây hầu như đều được xây khoảng trên 50 năm tuổi. Nếu không xây dựng lại hoặc trùng tu chúng thì nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mưa đặc biệt lớn thường xuyên xảy ra tại khu vực miền Trung và Nam của Trung Quốc trong 2 tháng nay. Nhưng mùa mưa năm nay có diễn biến tồi tệ khiến nền kinh tế Trung Quốc càng thêm chao đảo sau đại dịch những năm qua. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống trong những ngày tới, khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng.
Tính tới ngày thứ hai, trong khoảng 40 triệu dân sống tại nhiều tỉnh của Trung Quốc đã gánh chịu tác động của lũ lụt với thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế ước tính ở mức 13,5 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất 30.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, hàng triệu người dân mất nhà cửa, ít nhất 161 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt. Trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc, mưa lớn kéo dài cũng là phép thử đối với đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới chắn ngang dòng Dương Tử. Từ cuối tuần trước, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng cao kỷ lục. Kể từ đầu mùa lũ, mưa lớn liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều sông hồ vượt quá mức cảnh báo. Mưa lớn đã phá hủy hơn 19.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế gần 8 tỷ đô la Mỹ, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích, ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc sông Trường Giang, trong đó hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Dự án đập Tam Hiệp của Trung Quốc, một trong những đập thủy điện lớn nhất thế giới, đang gồng mình giữ lại nước lũ từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Tính đến chiều ngày thứ Tư, mực nước ở Tam Hiệp đã cao đến 163 mét, con đập chỉ được thiết kế để giữ lại lượng nước cao 145 mét. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, bắt đầu từ tháng trước, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho phép đập giữ lại nhiều nước hơn để hạn chế lũ lụt tại hạ nguồn. Dự án bắt đầu xả lũ từ cuối tháng trước để kiểm soát lượng nước trong hồ chứa. Thời gian đầu, đập Tam Hiệp cho thoát khoảng 35.000 mét khối nước một giây. Đến ngày Chủ nhật, con số này lên tới 65.000 mét khối một giây. Khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp giữ lại khoảng 45% lượng nước đi qua dự án. Hơn 400 dòng sông tại Trung Quốc đang trải qua lũ lụt, ảnh hưởng đến khoảng 25 triệu người trong tháng này và gây nên thiệt hại kinh tế khoảng 66,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh, mọi con đập trên dòng Trường Giang đều đang được giám sát an toàn thông qua mạng lưới khoảng 30.000 trạm kiểm tra và trạm bơm điều tiết. Tuy nhiên, truyền thông nước này cũng bắt đầu bày tỏ lo ngại rủi ro vỡ đập tại một số nơi nếu như mưa lớn kéo dài. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Sáu. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã khuyến cáo mọi khu vực đang chịu ảnh hưởng từ mưa lũ phải đề cao cảnh giác. Một số công ty có nhà máy tại Vũ Hán, một trong các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc, bắt đầu lo ngại về tình hình lũ lụt hiện tại. Theo các số liệu được công bố, Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đã khôi phục hoạt động trở lại với cấp độ trước đại dịch. Những thành quả đó đang bị nước lũ của sông Trường Giang đe dọa. Tính đến nay, Trung Quốc đã chi tổng cộng 1,49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 187,5 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc, khoản cứu trợ được sử dụng để sửa chữa các cơ sở bảo tồn nước, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và mua nguyên liệu nông nghiệp để sản xuất sau thảm họa. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ dành một quỹ cứu trợ khẩn cấp khoảng 930 triệu nhân dân tệ, tương đương 124,7 triệu đô la Mỹ cho 12 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt năm nay. Số liệu mới nhất của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng cho biết khoảng 25,85 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp quốc gia này. Hơn 160 người tử vong hoặc mất tích, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng cuộc sống và nền kinh tế thiệt hại nhiều tỷ đô. Tuần qua, các nhà chức trách Trung Quốc buộc phải ban bố báo động màu vàng về hiểm họa mưa bão vì nhiều nơi vẫn hứng mưa không ngớt khiến lũ lụt dâng cao và lở đất nghiêm trọng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo hình thái thời tiết cực đoan này sẽ còn tiếp diễn ở nhiều nơi thuộc Giang Tô, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Tại Trung Quốc, nhiều địa phương ở miền Nam và miền Đông nước này đã nâng cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất, mức cảnh báo đỏ. Chính quyền Vũ Hán khuyến khích cư dân thành phố cần đề phòng thận trọng do mực nước dâng nhanh, đã tiệm cận mức báo động với việc chứa lượng nước lớn hơn nhằm giảm nguy cơ lũ lụt. Mực nước tại đập Tam Hiệp đang cao vượt mức báo động 12 m với vận tốc dòng chảy trên 55.000 m khối trên giây. Con đập lớn nhất thế giới Tam Hiệp đang gồng mình trước đợt mưa lũ số 3 từ đầu tháng đến nay, trong khi mực nước Hồ Bà Dương tại tỉnh Giang Tây hiện cao vượt mức báo động 3,5 m ở miền đông Hồ Thái Hồ gần Thượng Hải cũng ban bố cảnh báo đỏ, sau khi mực nước tại đây dâng cao trên mức báo động gần 2 m. Một đợt mưa lớn mới đang hoành hành tại khu vực Tây Nam Trung Quốc, mực nước trên các dòng chính của sông Trường Giang, con sông dài nhất châu Á, Hồ Động Đình và Hồ Phàn Dương rút chậm. Nguy cơ vỡ đê bao tại các khu vực này là rất lớn. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo đợt mưa lũ số 2 trên sông Trường Giang sẽ còn mạnh hơn đợt mưa lũ hồi đầu tháng này. Đê bao bị vỡ, nước lên nhanh đã khiến cho người dân ở trung tâm các tỉnh thành như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây bị cô lập.
lực lượng cứu hộ đã phải giải cứu từ trên các tầng cao của chung cư, nhiều làng mạc bị cô lập. Trung Quốc đã huy động hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng với lực lượng chi viện từ Bộ Công an và các lực lượng địa phương tập trung gia cố đê bao xung quanh, cứu hộ người dân tại vùng bị chia cắt. Tại một số địa phương bị ngập lụt nặng, trực thăng đã được huy động. Trong lúc này, việc bảo đảm tính mạng người dân là ưu tiên số 1. Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, chỉ tính riêng trong 16 ngày vừa qua của tháng này, các đợt mưa lớn gây lũ lụt nhiều tại khu vực ở nước này đã khiến 15 triệu người phải đi sơ tán và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện mực nước tại hơn 400 con sông đã vượt mức báo động, thậm chí một số còn tăng lên mức cao chưa từng có kể từ năm 1961. Các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định, hoạt động kinh tế nhiều khu vực ở Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu tác động nặng nề do mưa lũ. Ước tính các trận lũ lụt gần đây tại các khu vực sông Dương Tử chảy qua có thể khiến tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm 0,4 đến 0,8 điểm phần trăm trong quý 3 năm 2023. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo, mưa lớn còn tiếp tục ở lưu vực sông Trường Giang đến ngày thứ hai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài tin tiếp theo của Tìm Mới.